Xin chào và chào mừng các bạn quay trở lại với Spy Room. Đây là bài viết Hồ Chí Minh, người tìm đường cho cách mạng Việt Nam do team Spy Room tổng hợp. Còn mình là Nam, mời các bạn cùng lắng nghe bài viết này nhé. Hỡi đồng bào cả nước, tất cả mọi người đều sinh ra có quyền bình đẳng, tạo hóa cho họ những quyền không ai có thể xâm phạm được. Trong những quyền ấy có quyền được sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc. 19 tháng 5 này là ngày sinh của một nhân vật có vai trò vô cùng quan trọng trong lịch sử Việt Nam, người đã mở ra và dẫn dắt con đường cách mạng, thay đổi số phận của hàng triệu người Việt. Đó chính là Chủ tịch Hồ Chí Minh. Nhân kỷ niệm 132 năm ngày sinh nhật người, hãy cùng Spy Room nhìn lại hành trình tìm đường cứu nước của người thanh niên Nguyễn Tất Thành, người cách mạng Nguyễn Ái Quốc. Bơi ra biển lớn theo tiếng gọi tự do, bình đẳng, bác ái. Thực dân Pháp bắt đầu nổ súng xâm lược Việt Nam vào năm 1858 và chính thức đặt ách thống trị lên đất nước ta vào năm 1884. Trong bối cảnh triều đình nhà Nguyễn tự đánh mất vai trò lãnh đạo của mình và phản bội lại quyền lợi của dân tộc, rất nhiều phong trào yêu nước chống Pháp theo các khuynh hướng khác nhau đã nổ ra ở khắp ba miền đất nước. Điển hình là phong trào nông dân yên thế do Hoàng Hoa Thám, phong trào Đông Du do Phan Bội Châu, phong trào Duy Tân do Phan Châu Trinh lãnh đạo. Các phong trào đó đã gây được tiếng vang lớn nhưng cuối cùng vẫn thất bại. Tận mắt chứng kiến sự thất bại nặng nề của chính những phong trào này, người thanh niên Nguyễn Tất Thành đã quyết tâm bơi ra biển lớn tìm con đường giải phóng đúng đắn cho dân tộc. Chia sẻ về lý do ra đi của mình, trong bài viết Thâm một chiến sĩ quốc tế cộng sản Nguyễn Ái Quốc của nhà báo Liên Xô Osip Mandelstam, người đã nói rằng: khi tôi độ 13 tuổi, lần đầu tiên tôi nghe được ba chữ Pháp: tự do, bình đẳng, bác ái. Đối với chúng tôi, người da trắng nào cũng là người Pháp. Người Pháp đã nói thế. Và từ thuở ấy, tôi rất muốn làm quen với nền văn minh Pháp, muốn tìm xem những gì ẩn đằng sau những chữ ấy. Nhưng trong những trường học cho người bản xứ, bọn Pháp dạy người như dạy con vẹt. Chúng giấu không cho người nước tôi xem sách báo. Không phải chỉ sách của các nhà văn mới, mà cả Rousseau và Montesquieu cũng bị cấm. Vậy thì phải làm thế nào bây giờ? Tôi quyết định tìm cách đi ra nước ngoài. Một lần khác, trả lời một nhà văn Mỹ, người nói: nhân dân Việt Nam, trong đó có ông cụ thân sinh ra tôi, lúc này thường tự hỏi nhau ai sẽ là người giúp mình thoát khỏi ách thống trị của Pháp. Người này nghĩ là Anh, có người lại cho là Mỹ. Tôi thấy phải đi ra nước ngoài xem cho rõ. Sau khi xem xét họ làm ăn ra sao, tôi sẽ trở về giúp đồng bào tôi. Ngày 5 tháng 6 năm 1911, Nguyễn Tất Thành xin làm chân phụ bếp cho tàu Amikhan Latouche-Treven với tên Anh Ba. Sau đấy, từ cảng Sài Gòn, người rời khỏi tổ quốc, tiếp xúc, làm việc trực tiếp cùng với người Pháp. Với công việc này, người tất bật từ 4 giờ sáng đến 9 giờ tối. Một ngày làm việc bắt đầu bằng việc rửa sạch khu bếp, phục vụ cho gần 800 hành khách và thủy thủ trên tàu. Các công việc còn bao gồm lấy than, quạt bếp, mang rau, khoai tây, thịt, cá từ kho lên bếp. Từ lúc sáng sớm cho đến lúc đêm khuya, người lúc nào cũng luôn tay, luôn chân, lại thường xuyên đi giữa căn bếp nóng nực và phòng kho lạnh buốt, hoặc khuân vác nặng trên con tàu trồng trành lên những bậc thang chật hẹp từ kho lên nhà bếp. Mặc dù đã mệt lả sau một ngày làm việc, nhưng người vẫn tiếp tục thức đến 23 giờ khuya hoặc lâu hơn để đọc sách, viết lách và học tập. Mỗi lúc rảnh rỗi, người đều tìm đến hai người lính trẻ được dạy ngủ đi cùng chuyến tàu để học đọc và viết tiếng Pháp. Họ cho người mượn những quyển sách nhỏ và từ đây, người đã học từ tên gọi của những đồ dùng, hoạt động và sau đó viết vào một mẫu giấy, dán vào chỗ hay để ý nhất để tranh thủ vừa làm vừa học. Có khi người còn viết hẳn vào cánh tay. Ban đầu là một vài từ, sau đó là ghép thành đoạn, dần dần là một bài dài. Trong cuốn sách Những mẫu chuyện về đời hoạt động của Hồ Chủ tịch, tác giả Trần Dân Kiên kể về trải nghiệm của những nhân vật đã gặp gỡ người trong thời gian người làm phụ bếp như sau. Coi tôi là người bạn thân thiết nhất. Anh Ba nói với tôi tất cả những điều anh trông thấy và suy nghĩ. Ở Pháp cũng có người nghèo như bên ta. Trông thấy những gái điếm đến làm tiền trên tàu, Ba nói với tôi: tại sao người Pháp không khai hóa đồng bào của họ trước khi khai hóa chúng ta? Sao thế anh Mai?
Sau những ngày đầu tiên ở Marseille, anh ba tóm tắt cảm tưởng của mình bằng mấy chữ: người Pháp ở Pháp tốt, lễ phép hơn người Pháp ở Đông Dương. Đến Dakar, biển nổi sóng rất dữ, tàu không thể vào bờ, cũng không thể thả cano xuống vì sóng rất to. Để liên lạc với tàu, bọn Pháp trên bờ bắt những người da đen Pháp phải bơi ra chiếc tàu. Một, hai, ba, bốn người da đen nhảy xuống nước, người này đến người kia, họ bị sóng biển cuốn đi. Cảnh tượng ấy mọi người coi là thường, nhưng điều đó làm cho anh ba hết sức cảm động. Anh khóc. Ngạc nhiên, anh bốn hỏi tại sao. Anh ba buồn rầu trả lời tôi: những người Pháp ở Pháp phần nhiều là tốt, song những người Pháp thực dân rất hung ác, vô nhân đạo. Ở đâu chúng nó cũng thế. Ở ta, tôi cũng thấy chuyện như thế xảy ra ở Phan Rang. Bọn Pháp cười sặc sụa trong khi đồng bào ta chết đuối vì chúng nó. Đối với bọn thực dân, tính mạng của người thuộc địa, da vàng hay da đen cũng không đáng một xu. Sau đấy, người tiếp tục xin phụ việc cho tàu đến Manitic, Uruguay và Argentina và dừng lại ở nước Mỹ cuối năm 1912. Người có dịp tìm hiểu cuộc đấu tranh giành độc lập của nhân dân Mỹ với bản tuyên ngôn độc lập nổi tiếng trong lịch sử. Người vừa đi làm thuê để kiếm sống, vừa tìm hiểu đời sống của những người lao động Mỹ. Người đã đến thăm quận Brooklyn của thành phố New York. Người đi xe điện ngầm đến khu Harlem để tìm hiểu đời sống và cuộc đấu tranh chống phân biệt chủng tộc của những người da đen. Ở nước Mỹ không lâu, nhưng Nguyễn Tất Thành đã sớm nhận ra đằng sau khẩu hiệu Cộng hòa Dân chủ của giai cấp tư sản Mỹ là những thủ đoạn bóc lột rất tàn bạo. Người cảm thông sâu sắc với đời sống của người dân lao động da màu và rất căm giận sự phân biệt chủng tộc, điều mà sau này người đã viết lại trong bài báo Hành hình kiểu linh sơ. Nữ tác giả Josephine Stenson, một nhà sử học người Mỹ đã đi khắp những nơi mà Bác Hồ đặt chân tìm hiểu, sau này đã phát biểu về Bác Hồ tại Hội thảo quốc tế kỷ niệm 100 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh 1890-1990 như sau. Mọi chính khách, sau khi đã đến tham quan thần tự do, đều ghi cảm tưởng bằng những lời ca ngợi ngôi sao tỏa sáng trên vòng nguyệt quế là ánh sáng tự do. Duy chỉ có Nguyễn Tất Thành đến xem thần tự do, nhưng nhìn xuống dưới chân tượng và ghi: ánh sáng trên đầu thần tự do tỏa rộng khắp trời xanh, còn dưới chân thần tự do thì người da đen đang bị chà đạp. Bao giờ người da đen được bình đẳng với người da trắng? Bao giờ có sự bình đẳng giữa các dân tộc? Và bao giờ người phụ nữ được bình đẳng với nam giới? Sau đấy, đến đầu năm 1913, Nguyễn Tất Thành theo tàu rời Mỹ trở về La Havre để sang Anh. Đến nước Anh, để kiếm tiền sinh sống, người nhận cào tuyết cho một trường học, rồi làm thợ đốt lò. Cuối năm 1913, Nguyễn Tất Thành đến làm thuê ở khách sạn Drayton Court, phía Tây London. Một thời gian sau, Nguyễn Tất Thành lại chuyển sang làm phụ bếp ở khách sạn Cotton, một khách sạn hạng sang nổi tiếng ở London. Đến đây, người phải làm từ 8 giờ sáng đến 12 giờ, chiều từ 5 giờ đến 10 giờ đêm. Số tiền có được, người dành dụm để mua sách vở. Phương tiện học duy nhất của người cũng chỉ có vài quyển vở và một cây bút chì. Bên cạnh đó, sớm chiều người ra vườn hoa hay dơ, nơi có nhiều cây to, cột đèn xưa để tự học. Người thường ra đó để học, vì ở đó thời tiết thường rất lạnh, nên khi học sẽ không thể buồn ngủ được. Dành dụm tất cả số tiền kiếm được, người cùng với vị giáo sư người Ý học thêm tiếng Anh vào buổi cuối tuần. Người đã tận dụng mọi nơi, mọi lúc để có thể học tiếng Anh. Giữa năm ấy, từ nước Anh, người cũng gửi thư cho Phan Châu Trinh ở Pháp, chia sẻ về quyết tâm học ngoại ngữ. Mấy 4 tháng rưỡi nay chỉ làm với Tây, nói tiếng Tây luôn luôn. Tuy ở Anh, nhưng chẳng khác gì ở Pháp, và tháng ngày luống những chỉ làm việc khỏi đói, chứ chẳng học được bao nhiêu. Và cháu ước ao rằng, 4-5 tháng nữa, lúc gặp bác thì sẽ nói và hiểu được tiếng Anh nhiều nhiều. Tại Anh, Nguyễn Tất Thành cũng hăng hái tham dự những cuộc diễn thuyết ngoài trời của nhiều nhà chính trị và triết học. Tham gia hội những người lao động hải ngoại, ủng hộ cuộc đấu tranh yêu nước của nhân dân Ireland. Cuối năm 1917, Nguyễn Tất Thành từ Anh trở lại Pháp để có điều kiện trực tiếp hoạt động trong phong trào Việt Kiều và phong trào công nhân Pháp. Thông qua hoạt động thực tiễn, tận mắt chứng kiến cuộc sống khổ cực của nhân dân các nước thuộc địa và cũng thấy được sự bất công ngay trên các nước tư bản phát triển, người khẳng định: ở Pháp cũng có những người Pháp tốt, cũng có người nghèo như ở bên ta. Những người Pháp ở Pháp phần nhiều là tốt, song những người Pháp thực dân rất hung ác, vô nhân đạo.
Qua đó, người sớm hình thành tình cảm quốc tế trong sáng của giai cấp công nhân. Đó là sự đồng cảm, đau xót trước cảnh tượng các dân tộc thuộc địa và người lao động bị áp bức, bóc lột dã man. Nguyễn Tất Thành khẳng định, dù có màu da khác nhau, trên đời này chỉ có hai giống người bóc lột và giống người bị bóc lột, mà chỉ có một mối tình hữu ái thật thà thôi, tình hữu ái vô sản. Những hoạt động tích cực của người trong phong trào công nhân, nhân dân lao động nghèo khổ khắp đường phố Paris, đặc biệt các hoạt động kêu gọi nhân dân Pháp ủng hộ cuộc cách mạng của nước Nga Xô Viết chống lại cuộc bao vây của các nước đế quốc như rải truyền đơn, tuyên truyền vận động nhân dân Pháp quyên góp tiền ủng hộ nước Nga Xô Viết đã làm cho nhận thức về chính trị xã hội của người được nâng cao. Những hoạt động thực tiễn và tiếp thu chân lý ban đầu đã làm sáng tỏ hơn con đường cứu nước mà người hướng tới. Đến đầu năm 1919, Nguyễn Tất Thành gia nhập Đảng Xã hội Pháp, tổ chức duy nhất theo đuổi lý tưởng cao quý của Đại Cách mạng Pháp, tự do, bình đẳng, bác ái. Thay mặt hội những người yêu nước Việt Nam tại Pháp, Nguyễn Tất Thành cùng Phan Châu Trinh, Phan Văn Trường thảo ra bản yêu sách của nhân dân An Nam, yêu cầu chính phủ Pháp thừa nhận các quyền tự do, dân chủ, quyền bình đẳng của dân tộc Việt Nam. Bản yêu sách ký tên Nguyễn Ái Quốc và đây cũng là lần đầu tiên cái tên Nguyễn Ái Quốc xuất hiện. Qua việc bản yêu sách không được chấp nhận, Nguyễn Ái Quốc đã viết: "Chủ nghĩa Wilson chỉ là một trò bịp lớn và muốn được giải phóng, các dân tộc chỉ có thể trông cậy vào mình, trông cậy vào lực lượng của bản thân mình." Sự chuyển biến trong tư tưởng của Nguyễn Ái Quốc về con đường cách mạng Việt Nam. Năm 1917, có một sự kiện trung chuyển thế giới đánh dấu bước ngoặt vĩ đại trong lịch sử loài người. Cách mạng tháng 10 Nga thành công, phong trào cộng sản và công nhân quốc tế phát triển mạnh mẽ. Quốc tế cộng sản đã kiên quyết ủng hộ phong trào giải phóng dân tộc ở các nước phương Đông. Sơ thảo lần thứ nhất những luận cương về vấn đề dân tộc và vấn đề thuộc địa của Lenin được Đại hội lần thứ hai Quốc tế Cộng sản họp năm 1920 thông qua đã vạch ra đường lối cơ bản cho phong trào cách mạng ở các nước thuộc địa. Luận cương của Lenin đã chỉ cho Nguyễn Ái Quốc con đường giành độc lập cho dân tộc và tự do cho đồng bào. Sau này, khi kể lại về sự kiện quan trọng đó, người nói: "Luận cương của Lenin làm cho tôi rất cảm động, phấn khởi, sáng tỏ, tin tưởng biết bao. Tôi vui mừng đến phát khóc lên, ngồi một mình trong buồng mà tôi nói to lên như đang nói trước quần chúng đông đảo. Hỡi đồng bào bị đọa đầy đau khổ, đây là cái cần thiết cho chúng ta. Đây là con đường giải phóng chúng ta. Từ đó, tôi hoàn toàn tin theo Lenin, tin theo quốc tế thứ ba." Từ bản luận cương của Lenin, Nguyễn Ái Quốc đã tìm thấy phương hướng và đường lối cơ bản của phong trào cách mạng giải phóng dân tộc. Một là phải phân biệt rõ lợi ích của các giai cấp bị áp bức, bóc lột với lợi ích của giai cấp thống trị, phân biệt rõ quyền lợi của dân tộc bị áp bức với quyền lợi của các lực lượng đi áp bức. Nhờ giác ngộ được nguyên tắc này mà Hồ Chí Minh đã khác với tất cả các lãnh tụ yêu nước khác của Việt Nam. Người phân tích một cách sâu sắc các giai cấp, tầng lớp xã hội ở Việt Nam, phân tích mâu thuẫn giai cấp và đấu tranh giai cấp ở Việt Nam mà tìm ra phương pháp đúng nhằm vào giáo dục, tập hợp, tổ chức và lãnh đạo khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Thứ hai, bản luận cương của Lenin giúp Nguyễn Ái Quốc thấy được động lực to lớn và lực lượng chính của cách mạng, đó là giai cấp công nhân và nông dân. Đồng thời, công nông cũng là lực lượng nòng cốt của cách mạng. Thứ ba, Nguyễn Ái Quốc tìm thấy hướng đi của cách mạng giải phóng dân tộc ở các nước thuộc địa mà luận cương của Lenin vạch ra. Đó là con đường cách mạng vô sản, giải phóng dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, giải phóng dân tộc gắn liền với giải phóng con người. Đây cũng là nhiệm vụ của cách mạng Việt Nam. Trong Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 18 Đảng Xã hội Pháp, họp từ ngày 25 đến ngày 30 tháng 12 năm 1920, tại thành phố Tours, Pháp, Nguyễn Ái Quốc tham dự với tư cách là đại biểu chính thức và được mời phát biểu. Bằng những sự thật, Nguyễn Ái Quốc tố cáo những sự tàn bạo mà bọn thực dân Pháp đã gây ra ở Đông Dương và cho rằng Đảng Xã hội cần phải hoạt động một cách thiết thực để ủng hộ những người bản xứ bị áp bức, rằng Đảng phải tuyên truyền chủ nghĩa xã hội trong tất cả các nước thuộc địa, đánh giá đúng tầm quan trọng của vấn đề thuộc địa. Nguyễn Ái Quốc kết thúc bài phát biểu bằng lời kêu gọi thống thiết: "Nhân danh toàn thể loài người, nhân danh tất cả các đảng viên xã hội, cả phái hữu lẫn phái tả, chúng tôi kêu gọi các đồng chí hãy cứu chúng tôi."
Tại đại hội lịch sử này, Nguyễn Ái Quốc cũng đã bỏ phiếu tán thành tham gia Quốc tế III, Quốc tế Cộng sản, trở thành một trong những người sáng lập Đảng Cộng sản Pháp và người cũng trở thành người Cộng sản Việt Nam đầu tiên. Đây là một sự kiện chính trị vô cùng quan trọng trong đời hoạt động cách mạng của Nguyễn Ái Quốc và trong lịch sử cách mạng nước ta. 40 năm sau nhìn lại sự kiện này, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết: "Cá nhân tôi, từ lúc đầu nhờ được học tập truyền thống cách mạng oanh liệt và được rèn luyện trong thực tế đấu tranh anh dũng của công nhân và của Đảng Cộng sản Pháp, tôi đã tìm thấy chân lý của chủ nghĩa Mác-Lênin, đã từ một người yêu nước tiến bộ thành một người chiến sĩ xã hội chủ nghĩa." Từ đây, Nguyễn Ái Quốc trăn trở tìm đường trở về nước để truyền bá chủ nghĩa Mác-Lênin về Việt Nam. Năm 1923, Nguyễn Ái Quốc đã viết thư gửi các bạn cùng hoạt động ở Pháp như sau: "Đối với tôi, câu trả lời đã rõ ràng. Trở về nước, đi vào quần chúng và thức tỉnh họ, tổ chức họ, đoàn kết họ, huấn luyện họ và đưa họ ra đấu tranh giành tự do, độc lập." Năm 1925, người tham gia thành lập Hội Liên hiệp các dân tộc bị áp bức châu Á xuất bản hai cuốn sách nổi tiếng: Bản án chế độ thực dân Pháp năm 1925 và Đường cách mệnh năm 1927. Cũng trong năm này, người thành lập Việt Nam Thanh niên Cách mạng Đồng chí Hội ở Quảng Châu, Trung Quốc và tổ chức Cộng sản đoàn làm nòng cốt cho hội đó nhằm đào tạo cán bộ Cộng sản để lãnh đạo hội và truyền bá chủ nghĩa Mác-Lênin vào Việt Nam. Đến năm 1930, người chủ tọa hội nghị thành lập đảng họp tại Cửu Long, gần Hương Cảng. Hội nghị đã thông qua chính cương vắn tắt, sách lược vắn tắt, điều lệ đảng do chính người soạn thảo. Người ra lời kêu gọi nhân dịp thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, sau đổi là Đảng Cộng sản Đông Dương, rồi Đảng Lao động Việt Nam và nay là Đảng Cộng sản Việt Nam. Có thể nói, quá trình tìm đường cứu nước, tìm hiểu về văn minh phương Tây đã đem lại những giá trị mới mang tính cách mạng và khoa học trong tư tưởng của Hồ Chí Minh mà ở phương Đông lúc bấy giờ chưa có. Đó là những khái niệm như tự do, bình đẳng, bác ái, nhân quyền, dân quyền, pháp quyền dân chủ, cách mạng xã hội và đặc biệt là chủ nghĩa cộng sản và con đường đấu tranh giải phóng dân tộc theo luận cương của Lenin. Cuối cùng, để nói về Chủ tịch Hồ Chí Minh, Spyroom xin trích lại miêu tả của báo Granma, Cuba: "Một con người tập trung vào mình tất cả những đặc điểm cao nhất, không những của một dân tộc đặc biệt mà của cả một lớp nhân loại khác thường. Đó là lớp nhân loại biết sống mãi mãi một cuộc sống tươi trẻ và không vụ lợi, một lớp nhân loại biết nuôi dưỡng và thúc đẩy trí tuệ của cách mạng, làm cho cách mạng phát triển một cách chắc chắn." Trên đây là toàn bộ nội dung của bài viết. Hy vọng các bạn sẽ thích video lần này. Đừng quên like, share và subscribe để ủng hộ chúng mình. Và nếu các bạn thích những nội dung như trên thì hãy đăng nhập vào spyroom.com để tìm đọc thêm nhé. Còn mình là Nam. Xin chào và hẹn gặp lại.